Hiện tại trên kênh Tuyển Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá, và phía trước mặt tất cả của cô chú đây thì chúng ta có những giọt mật ong hoa bạc hà. Mật ong hoa bạc hà thì nó có màu vàng chanh, những giọt mật rất là sáng và bóng. Và phía bên cạnh đây thì chúng ta có những giọt mật ong hoa xuyến chi. Mật ong hoa xuyến chi thì nó có màu vàng đậm hơn, nó sẽ thâm hơn các cô chú ạ. Thì hai loại mật ong hoa bạc hà và mật ong hoa xuyến chi thì các cô chú nhìn sẽ phân biệt rõ đâu là mật ong hoa bạc hà và đâu là mật ong hoa xuyến chi. Và phía sau đây thì em Tuyển có một chút là những gói hoa đu đủ được khô. Những hoa đu đủ này thì chúng ta được phơi tự nhiên để nó giữ nguyên cái công dụng tốt nhất cho cô chú ạ. Và phía đằng sau những giọt mật ong hoa xuyến chi thì em Tuyển có những gói hoa tam thất khô, những nụ hoa tam thất rất là tròn đẹp của cô chú ạ. Và phía bên trên này thì em Tuyển có một chút là mật ong hoa bạc hà, em Tuyển đã ngâm sẵn với những nụ hoa đu đủ khô, chúng ta chỉ việc sử dụng thôi các cô chú. Và bên cạnh này thì em Tuyển còn một chút là bột tam thất khô. Bột tam thất thì em Tuyển có dạng bột và dạng củ, rất tiện cho các cô chú sử dụng. Ai có nhu cầu sử dụng loại củ hay loại bột hãy liên hệ với em Tuyển nha. Và ngoài ra thì em Tuyển còn một chút là những thứ măng khô đặc sản của vùng cao nguyên đá Hà Giang. Những thứ măng này được phơi những ánh nắng tự nhiên và chúng ta còn giữ được nguyên cái đặc trưng vị ngon của những thứ măng nhé. Và đây chúng ta xem này, có những phấn này vẫn còn vàng, rất là vàng. Bên cạnh đây chính là những củ tam thất. Đây chính là gian hàng nho nhỏ của em Tuyển Hà Giang. Ngoài ra em Tuyển còn có những sản phẩm như thịt trâu khô, thịt bò khô, thịt lạp sườn, thịt lợn đen xe gác bếp, rất nhiều đặc sản vùng cao nguyên đá trên Hà Giang này. Ai có nhu cầu hãy ủng hộ với em Tuyển nha. Em Tuyển xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyển Hà Giang. Kính chúc cả mọi người xem video vui vẻ, chúc và gặp thần nhiều may mắn. Vâng, các cô chú ạ, thì hiện tại thì em Tuyển đang nhờ Nu và em Xá đang đứng trước ngôi gia đình của sáu bà cháu mọi người. Đấy thì là 5 cháu mồ côi, thì có bà là bà 62 tuổi. Thì Nu đây, như cô chú đã xem từ những cái tập đầu tiên mà em Tuyển vào thôn để chia, thì Nu đã giúp em Tuyển xây nhà cho ba bà cháu. Từ đấy thì như mọi người biết là xây nhà ba bà cháu thì nó gặp rất nhiều trở ngại. Cái trở ngại đầu tiên là đường chưa có, chúng ta vận chuyển vật liệu khó. Các đội thợ vào đây xây dựng nó còn thiếu rất nhiều đồ, phải khắc phục dần dần đấy. Nên là gia đình ba cháu thì mình cũng chưa thể làm được trọn vẹn, nó chưa được đẹp, nó chưa có nền lát gạch được thứ. Nhưng sau này chắc chắn muốn cái ngôi gia đình của 5 cháu mồ côi này sẽ cố gắng làm được lát gạch đàng hoàng và đẹp đẽ hơn. Đây đấy, đây chủ nhà đây mọi người, nhưng chủ nhà bé không biết gì. Ở bên này là Thề, ở đâu bên này là Xá. Thề là người đang cầm caramel, hai ông chủ thầu em bên vật liệu thì nhờ Nu ở đây để đo đạc lại và lên cái phương án là tính hết cái diện tích ngôi nhà, là cái sơ đồ ngôi nhà nữa, để xem là bà con ở đây liệu có đồng ý với cái sơ đồ nhà như thế không. Vì bà con ở đây vẫn là kiêng, như Nu biết là để trước em xây nhà ba bà cháu là bà con không được phép xây hai cái phòng bên cạnh nhau, phải xây một phòng thôi, sẽ để góc kia đấy. Giống y xì em vừa xây nhà anh Lúa, hai cái phòng ở đấy, mà ở đấy ở trong thì phải để trống, thế rất là khó. Nên là bây giờ anh đang xem là cũng đang muốn tận dụng cái mẫu nhà của anh Lúa đấy vào, chúng ta xem cho bà con ở mẫu nhà như thế được không? Anh nghĩ là được, nếu như anh Lúa ở được thì mình được. Chẳng qua xây như thế thì nó không đẹp cho lắm. Đi, đây mời em vào. Đi, mời tất cả mọi người vào trong nhà 5 cháu mồ côi. Bây giờ vào thì chắc chỉ có Ria, chủ nhà thì vừa đi chơi rồi. Bà thì chắc là chăn dê. Đi vào bây giờ sẽ trước hết là chúng ta sẽ đo như này. Em giúp anh đo tổng diện tích cả cái mô đất này đi. Đo chiều đây nhá. Từ đằng hiện tại Xá biết là mô đất này có như thế nào đúng không? Đo hết đất luôn. Đo đến cái bờ rào kia và từ bờ rào đo hết cái mô đất của bà, xong rồi chúng ta mới đo cái khung nhà này, xong chúng ta mới tính cái khung nhà ở đây. Vì anh muốn đo hết cái mô đất này là chúng ta xây luôn móng, xây quay luôn móng để chúng ta có cái sân chơi cho các bé phơi quần áo các thứ nữa. Và cái chuồng dê này anh sẽ không để ở đây nữa, không ai để trước cửa nhà nữa, chứ bà con cứ để theo phong tục tập quán là để trước cửa nhà, không để mất vệ sinh ấy. Sẽ xây sang một đầu bên kia, chắc chắn là đầu bên kia rồi, đầu bên này là đầu đi vào nhà thôn rồi. Đất này đất cái lúa chúng ta sẽ không để đây, chúng ta xây nhà ở trong cái đất quý đất của mình thôi. Còn chuồng dê sẽ để kia và chỗ này sẽ sân chơi này, sân chơi cho các cháu này, hoặc là để làm cái gì đó đấy. Bây giờ thì Xá sẽ đo hộ anh từ trong cái móng kia đến đây. Tôi Thề để anh mượn máy cho anh gì cho Xá. Đây Thề vừa làm caramel đấy các cô chú ạ. Đó, đo hết ở đấy nhá. Em đo đất của bà ở đâu? Một vệ đất cái á. Chỉ một chút rõ.
Em đo từ cái gốc cây của bà đúng không? Thế bên 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 chỗ chân của em, bên chữ cột em đo hẳn ra ngoài này đi. Đo hẳn vào trong cái móng kìa. Đây 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 đây, đấy. Ok ok, từ chỗ cái chân cột chân. Để xem hết cái quỹ đất nhà bà rộng không? Bao nhiêu em? Bao nhiêu mét ạ? 13 mét cả. Ok ok xá, ok. Đấy nhá, tí nữa xem lấy cái mốc kia làm cái mốc gốc nhá xá nhá. Ở trong giáp tận tường đi, hiểu không? Đất của nhà bà ở đâu là mình lấy cái đấy. 13 mét lại rộng đấy. Nhà bà không phải là bé đâu, đất cực rộng thôi, chẳng qua là không biết xây ấy, không có đất để không có điều kiện xây ấy. Gì ạ? Là chủ nhà này các cô chú ạ. Rất là khổ. Không biết gì đâu. Thế thì hỏi thử bê biết làm gì không? Ủa chỉ bao. Không biết. Đo hết ra ngoài cho anh. Đo hết theo cái móng đá nhá, sáng nhá. Đất kia đất của nhà thầy đúng không? Thì xem ở kia là đo hết kịch giáp đất nhà thầy luôn. Xem cái này à. Ở đây được mấy cái cây cà này. Ta kia tỏ đâu, xa xa đấy. Hai mấy em? Phải hơn đấy. Chỗ này là 16 mét bạn. 16 mét thì gần là 17 mét. 16 mét. 16 mét 7. Dạ. Ok ok. 16 mét 7. Thế thôi, mình đo cái khung đấy thôi. Còn bây giờ đo cái nhà. Sáng vào xong rồi em đo cái khung nhà bà hiện tại đang ở đây này. Đo mình tính sơ qua xem nào. Một chiều 13 mét em nhỉ? 13 mét, một chiều 16 mét. Ok, xong rồi mình vào kia mình tổng. Xong đo anh cái khung nhà bà đang ở sẵn đây này. Xem bà là bao nhiêu mét. Xong mình vào mình tính. Phải có thợ chứ mình không có thợ thì mình không tính được. Đo thì mình đã đến một tối rồi mà. Đây. Đây, đây, Nunu đứng em đo từ cái cột vào ngoài đi. Cái mốp đá này. Ở đây đấy, đấy cái mốp đá này. Cái móng này. Từ móng này này. Xem là bao nhiêu. Một cái riêng nhá. Lử. Ria. Mình hay gọi là ria. Chỗ này 10m60. 10m60 từ từ nhá. 10m6 à. Xa đến đoạn nào đấy? Hết góc nhà chưa? Chưa, chỗ đấy nếu mà bếp ở tận ngoài nữa cơ mà. Ờ, thôi được rồi. 10m60, ok ok, được rồi. Được rồi, cứ tính ai ấy chừng thế đã. Đấy, đi vào đây em ơi. Em vào nhà ngồi, xong rồi anh vẽ cho em cái ý tưởng. Thế, vào đây. Phú vào chơi không? Đây, vào đây vì... Đây này, Nu ạ. Như là anh muốn là xây hai cái phòng đây, một phòng đây, một phòng đây. Nhưng mà như kiểu xá bảo đấy, bà con phong tục là không có cái phòng ở đây đúng không? Ừ. Chỉ có một cái phòng đây đúng không? Ý của anh là anh xây hai phòng giống như anh lúa. Không, nếu ban đầu ấy, bà con mà bỏ được cái kia ấy, thì anh muốn là bên này phòng khách, không nói. Bên đây nhá, anh sẽ xây một phòng đây và một phòng đây. Đây, một phòng đây nhá. Cửa sẽ đây, và phòng đây cũng cửa đây. Vào chỗ này sẽ phòng khách. Bên này sẽ là phòng khách và bên kia là bếp. Và đằng bên kia là chuồng, không nói. Nhưng mà bà con như bà, nhưng mà như thề với xá nói ấy, bà con đang cái phong tục là muốn để cột và xây một phòng ở đây thôi. Ở bên tay trái này thôi. Còn bên này là sẽ không có phòng để trống. Đấy đấy, về để sau này thờ cúng hay cái gì đấy, anh không rõ là ma là biết gì. Đúng không? Phong tục. Anh muốn bỏ đi nhưng mà bà con bảo để phong tục mà. Nhưng cô chú bảo bỏ phong tục đi thì rất là khó. Vì phong tục của bà con là như vậy rồi. Đúng rồi, cúng bái. Cúng bái, ok ok. Thế ngồi đi anh lấy giấy bút ra anh vẽ cái sơ đồ này. Hôm trước anh nghĩ ra cái sơ đồ này liệu có thành công không? Liệu có được không? Sao, cái gì đây? Ngô. Mén mén à đúng không? Mén mén này, vứt đi à? Đâu rồi, xá lấy cái ghế ra. Ngồi, lấy cái ghế ra làm bàn ấy. Lên đây. Đây là ghế này. Ôi giời. Được mà. Này. Nuôi em cầm anh với. Bút đây. Thế cầm hộ anh. Em cầm mọi cái máy này. Khổ là mình nó khó.
Ốc còn ăn đỏ thế không? Đây nhá, thầy xong rồi sẽ quay cho anh xem nhá. Anh vẽ như này liệu bọn em có được không nhá. Đây, em quay đây. Ừ, dép dày của lử, ria này. Đây. Cái này bà hơn. Không được mà. Cái này. Đây nhá, thực ra từ đầu ấy, như cái khung nhà của ba và cháu này, anh cũng muốn làm giống nhà ba và cháu như này. Thì nó đơn giản. Đây là hai phòng đúng không? Đây phòng khách, đây là bếp này. Bếp đây sẽ có cái cửa đây này. Đây cửa chính này. Đây sẽ cửa này. Đây sẽ là cửa này. Bàn thờ sẽ ở đây này. Và đây phòng vệ sinh đây này. Đấy, đơn giản thế này thôi. Và lần này sẽ có ống khói đây. Xây như này liệu được không? Đây nhá. Đây là một phòng phòng ngủ nhá. Nu hiểu đúng không? Đây phòng 1 này. Đây phòng 2 này. Đây phòng khách này. Vệ sinh này, bếp này. Không biết là chát tả ni. Đấy. Đây này, đây xà giữ này cho anh đây. Thì xoay được chưa? Đây cái mẫu của em tuyên là như này. Ý anh mua giờ lưng, giờ lưng lưng này mà giờ chát tả mà chát tổ ni, chát ni mà chát ni chát ố vũ phong nhỏ sáng rộng. Đấy, từ đầu là anh muốn xây như thế này. Anh muốn xây như này nó đẹp, nó gọn hơn. Đúng không? Nhưng bà con là không cho. Bà con đang bảo là thắp hương các thứ này. Không thích xây kiểu này. Như ở nhà anh Lúa nhá. Như nhà anh Lúa nhá thì chỗ này sẽ là đây một phòng đúng không? Đây nhá. Nhà anh Lúa thì đây là đây là một phòng này. Đây một phòng này đúng không? Đấy, thì bây giờ anh có cái cách này xem là liệu chỗ này để trống để sau này thờ cái chỗ này đúng không? Đúng không? Thờ chính giữa chỗ này nhưng mà sau này bảo là đám ma đám miếng là phải chỗ này à? Có. Chỗ đây không có trọng nữa, không có trọng của mặt này. Đấy, thế thì xây cái phòng ở đây vẫn được mà. Xây được mà. Thế tại sao không xây được? Thế? Nên thì vừa tao. À thế? Tại là để xây một dấu ly câu tại một tao. Cái đấy là quan trọng thì chỉ là mấy màn này thôi, mà kiên đây không quan trọng. Kể cả người mong cũng thế. Nào, đấy thế. Có ba da thì nó tính hai da thôi. Thế ra thứ ba thì thích sai phòng thì cũng sai được. Ờ, mà vô. Thế nhà đây. Mà vô ủa pecha. Pecha đi rồi. Ủa pecha mà đó. Ủa cha đi mà chị tao. Ấy à. Ta ý à, ý à, cháu đã pepe thì ủa sao thì cha luôn. Cha lúc cháu đã thì không chỉ chân. Cháu đã thì cha thì chúng mình. Sai. Ủa giờ đúng gì đây nhỉ? Sao vậy? Mà phân nhìn được pecha. Ủa hả, nhìn nó chỉ ạ, ủa pecha, nhỏ chứ. Ủa cha thế mà chị tao. Là hai gia thì nó xây không được hai phòng ở dưới. Nó xây kiểu này thì nó không xây được hai phòng. Thầy xây như kiểu cái sơ đồ nhau cái ví dụ nhá. Ví dụ như này là không được. Không được à? Không được. Cái này chỉ có một trống ở đây này thôi, phải có hai trống ở bên này. Có hả? Phải có hai cột đây. Ồ. Đây nhá, anh mượn cái này là cái cột, bên này là cái cột, à bên này là cửa. Ừ. Thế có nghĩa là có phải có cái cột đây giống như ở nhà ba và cháu ấy? Không phải. Làm giống nhau cái cột nhà cũ này. Chỉ lấy hai cột thế này thôi. Thì bên cạnh thì nó lấy cái gầy rồi mà. Xe gầy lên đường mà. Yeah, anh lên chưa hiểu em luôn. Thì anh đưa bút lên để thể cho em vẽ xem. Của nhớ này. Chả ui à, trên tông thì xin mai sao. Của nhớ này kìa. Của nhớ này. Ừ. Yeah, chia nhớ này. Ờ. Đây hai phòng ngủ nhá. Ờ. Nhớ này. Ờ, nhây cha mà trôi cha tổ nế. Mũi cha tổ nế thế chứ. Nhớ này. Ừ. Ờ, bế cha. Ờ, cái này bên. Cái hộp xe, bếp. Ờ. Đúng rồi. Nó đi phá. Thế còn cái này là cái gì? Cái này ở dưới này. Cái như là làm mặt thế. Cái này là cái cỏ, cái này cái mũ nữa, cái phòng này là cái cỏ. À. Tính ra là có nghĩa là đây vẫn phải có cái cột ở đây gì? Có. Chưa, ta ra đi mà. Mới ra cột này, ta nhớ thế được. Dạ mà. Dạ đó rồi, dạ. Nó là đi, thế chỉ vô thế nào đấy. Vô. Ừ. Ta ni ta ni ô ta mà. Thế mà ý à, thì móng mà móng trên nó xỉn sáu. Thế có nghĩa là bây giờ nhá. Bên này hai cái phòng này vẫn hai phòng đây đúng không? Ừ, phải có cái cột như này. Có mà cái cột đây chứ.
Và đây, đây có một cái có cột đây. Xong đi đằng kia. Đi bên kia thì không lấy cột, xây gạch lên trên. Cho ngành lên đường. Sao lại không có cột xây gạch lên trên? Chỗ này thì đã cột đây, giờ kia là bếp rồi. À kia đằng bên kia là bếp rồi. Cái này là bên kia là bếp rồi mà. Thế còn chỗ này để trống à? Cái này không để trống, xây gạch lên trên đấy. Xây gạch lên trên là như nào? Cao ấy. Không phải, ý là nó là một cái cổ đây, sau là ghi ra này thì nó cổ trống không. À thế trống không rồi đấy. Mấy mới xây được hai phòng với ngõ kia. Để cho bà ngủ đây, sau là nó là cái cống bánh các kia thì nó cho bà ngủ ở dưới này. Phải có nghĩa phải hai cái cột, phải trong cái nhà phải hai cái cột. Có là nhà nào cũng phải có hai cột. Tí một cột mà một cột sấy à, uế à, phải cháu ra rồi đúng thì chỉ muốn chơi rồi. Tì ta, ý là tì ta anh chơi nhưng mà người chơi thì khó phong nhớ kiện là ta anh chơi thế này nhớ là gì cả. Chơi, dù uế đâu phong thì chơi, thì đâu phong thì chơi. Trong thì đi phải tao. Nên đi này. Ôi trời, tôi lấy cái tao mà hay. Đây nhá. Bây giờ mình hình dung như này cho dễ nhá. Vẽ như cái bọn em không hình dung ra. Đây nhá. Bây giờ vẫn giống như cái mẫu nhà bọn em. Bây giờ Nhu bảo đây là một phòng này. Đây trước mặt tay là một phòng nhá. Đây một phòng nhá. Và bọn anh sẽ xây một cái cột để đây chống lên. Ok, như này nhá. Thì bên này cũng như này. Bên này sẽ có một cái cột ở giữa như này, giống như kiểu nhà ba bà cháu. Và cái này coi như không có, như kiểu ba bà cháu đang để cái giường đây. Đúng không? Đi xây phòng thì xây một cái ở đây được mà. Cũng xây phòng á? Cũng xây phòng. Thế thì phải để chống chỗ này. Để đi vào kia. À thế được gì? Được mà. Được đúng không? Được mà. Được đúng không? Có nghe nhá. Đây nhá, bây giờ hình dung này. Bây giờ nhá. Thế thì anh xây nhá. Đây vẫn được hai phòng này để cột đây nhá. Ok nhá. Giống nhau cái nhà này mà. Xong bây giờ vẫn để một cái cột đây. Thì xây cái phòng đến như nhà này lý đến cái cột này. Để đây phòng đây và đi vào cái bếp vào chỗ để trống. Ok, được không? Đúng mà. Được không? Đúng. Đúng chưa? Được không? Người Mông được không? Bây giờ bọn em ở trong này là họ vào bọn em làm như thế được không? Anh hỏi. Vả hết rồi mà. Như được không? Không là lúc xây xong như ba bà cháu ấy, đợt đầu tiên vào anh Nu cũng đấy. Anh không biết thì phong tục của bà con mà xây hai phòng như ở anh với em bàn bạc ấy, nhưng mà về sau lại không cho xây nữa, rất là dở. Mà bây giờ ba bà cháu chỉ có một phòng, hai phòng để không kia mà không ở khó. Bây giờ làm luôn, hiểu không? Đây thế, anh hiểu rồi, đây như này nhá. Nu hiểu rồi đúng không? Đây. Như này nhá. Cái phòng đây nhá, đây là sân, đây là cái cửa nhá. Cái cửa chính lên nhá. Thế sáng nhá. Đây phòng đây nhá, vẽ này đây. Đúng rồi. Hai phòng, một phòng ngủ này, phòng 1 này, phòng 2 này. Cột đây anh sẽ có cái cột ở giữa này lên. Cái cột đây, đây là cái cột nhá, anh đánh dấu hoa văn này nhá. Cái cột để bọn em thờ nhá. Ok nhá. Và đây sẽ là một cái cột đây. Cổ đây. Á. Đây sẽ là một cái cột. Đây mà, đây sẽ là một cái phòng đây nữa. Đúng rồi. Đáp được chưa? Này. Đây cái cột chống lên. Dạ, bàn thờ ở đây. Đúng rồi. Cửa ra ngoài đây. Cửa ở đây sẽ cửa vào ở đây. Không nói cái phòng này không quan trọng. Cửa sẽ ở gần đây được hoặc ở gần đây được do mình xây. Đây sẽ là cái cửa thì sẽ cho vào đây cho kín. Cửa sổ ở đây. Hoặc là cửa sẽ cho đối diện này. Đấy tùy. Cửa vào đó đây này. Không ở được ở đây à? Không. Thì cửa sẽ ở đây. Còn đi ăn tôi là khó chủ mà. Cửa sẽ ở đây. Chỗ này đây nhá, cửa đây là cửa sổ. Đây cửa sổ không nói. Và đây bên này là bếp. Ông đã nói VKC, cái. Bếp đây. Đây sẽ có cửa đây và đây anh sẽ xây ống khói nữa. Đúng được chưa? Làm thế này mới được. Được không? Được. À nào, để hỏi rõ nào. Thế hiểu chưa? Hiểu chưa chưa? Ý dạ cha này cha ta là mà. Ý dạ cha ta. Có cột nhá, hai cột nhá. Cha chủ. Cha này cha khó chủ. Đánh chê thì chỉ có từ đâu mà khi không lấy tôi trẻ thì chỉ không tỉ rồi mà giờ dù đánh chê thì dù tỉ trá thôi các tao mà ở giờ đánh tỉ nhớ tôi chỉ nhớ chỉ đi giờ này thì chỉ cho chỉ ở nhớ ở chỉ chế thì tạm tỉ cả đó cũng chỉ những mươi lăng rồi nếu đi chỉ lon cái kia thì mình té à mà con đi mà xin đâu sao rồi à không mà con đi bắt xin chuyển tài thế này mà sát thì xin đâu mà con đi ủy trang trên đồ về tổng một số sao luôn sao
ủa lý nó nhìn thấy giờ chơi không ơi không nhớ thiệt tỷ rồi mà chỉ hai phòng không nhớ thiệt tỷ rồi mà hai cái phòng này hai cái phòng này chắc là xây xây để thả thế này phải không? Ờ xây thế thôi. Thế mà cái cột này phải để che chứ? Cột nhá, cột có nghĩa là cột sẽ xây đến tận nóc luôn. Ờ. Để chống cái cột đấy sẽ để chống luôn cái ấy em. Chống luôn xà. Ờ. Gác luôn xà vào. Ờ. Hai cái cột này sẽ là hai cái cột để gác cái xà vào luôn. Vâng. Hiểu không? Gác luôn xà giống như anh lúa. Đúng rồi, gác luôn xà vào như anh lúa. Và cái tường ở đây nó sẽ ngăn như này luôn. Để chúng ta làm cái gác xếp ở bên trên. Ờ. Ừ. Và phòng bên này cũng thế. Phòng bên này cũng xây đến đây cái, hai cái mặt bằng này nó sẽ bằng nhau và để gác xếp ở trên. Xá nhá, xá thề. Anh bảo nhá, hai bên này nhá, hai bên này sẽ để làm cũng bằng nhau hai như hai bên này. Hai bên trên này sẽ bằng nhau để làm gác xếp để cho bà để ngô, để các thứ ở đây. Giống nhau. Ok chưa? Ok rồi. Cũng giống như cái cột này này, cũng xây đến đây thôi. Xây đến đây thôi. Ý giờ xây xây có cái này chứ, ý giờ này chỉ ăn da con chứ, chỉ ăn tôi con một tô nì. Mà có để cái cột này xây thả cái này. Không được à? Được. Được mà. Hay. Cho một cái lỗ đi ở dưới này. À phải có lỗ à? Lũ nào thì không phải xây cần đế đây có người bị mớ tí mà có người bị mớ thì để một cái cổ dưới này chắc là lũ nào có là cái cống kia cống à có nghĩa chứ nhưng mà cái cột này có nghĩa là cái phòng bên này không được xây bằng không vừa được xây bằng cái cổ này xây kia đế này phải đế ở đây thì phải ý nhất thì phải hơi có nghĩa nhá cái phòng xây từ cái phòng đến đây thôi đến đây thôi cái cột này để chống này ok được không sao xây đế đây thì phải đi xây thẳng đây đây thế đây anh vẽ ra để cho các cô chú xem để các cô chú còn tư vấn đây nhá thế thì anh hiểu rồi đây nhá xá với thầy nhá để anh phép cái này hiểu để cho bà con mọi người hiểu nhá để cho các cô chú hiểu qua nhá để các cô chú có thể tư vấn cho mình nhá. Đây hai cái phòng nó không nói nè. Cột đây nhá. Đây phòng 1 không nói này, phòng 1 phòng 2 này. Bàn thờ nhá. Bàn thờ anh vẽ đây. Đây là cửa nhá. Đúng. Cửa hai cửa nhá. Đây cái cột sẽ nó đúng hai cái cột nó phải thẳng nhau đúng không? Ờ đúng rồi. Thì đây cái cột sẽ ở đây. Ờ. Mà vẫn có cái lan can thích thì vẫn đổ cho em cái dầm đây. Ờ có hết. Đổ hai cái dầm đây. Có để hết. Bằng nhau gì? Ờ. Để dầm đấy đúng không? Ờ đúng. Dầm như cái dầm này nhá. Giống là gỗ này. Ok để mai bà đựng ngô ở trên này luôn. Ờ. Đấy. Thì cái không, có nghĩa không để ngô cũng được. Ờ. Để có nghĩa là cái phòng ở đây nó sẽ không xây bằng đến cái cột này. Cái phòng nó lại phải xây bé đi một tí như này. Ờ đấy. Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Và cái cửa thì nó sẽ phải ở trong khu vực này. Ờ. Nó phải ở bên này, nó không được bên này. Ờ. Đây cái cửa này thì nó để bên này được không? Được. Hai cửa này hai cửa được như này, được chưa? Được. Và đây bên này là bếp. Ờ đúng rồi. Ok. Bên này là phòng vệ sinh nhá. Ừ. Phòng vệ sinh phòng tắm anh sẽ xây đây này. Và đây sẽ là phòng bếp, cửa sẽ ra đây. Đây sẽ đây chỗ này sẽ có cửa sang bên này nhá. Có. Nu nhá. Có cửa thông sang bên này nhá. Và đây sẽ có cái cửa của gia đình này. Đây và ống khói này. Và bên này là bên này là chuồng dê này. Đây sẽ chỗ này sẽ có một cái cửa này. Nu này. Chỗ này sẽ có cái cửa ra ngoài để cho chuồng dê này. Đây chuồng dê bên này này. Được chưa? Được khách. Ok chưa? Ok rồi. Chứ là 3 phòng nhá. 3 phòng mà. Ý giờ anh ta cha cha ta mà, anh ta cha cha tu. Được chưa? Chơi mẫu mà. Được rồi. Mà nếu gì nếu thì cô ấy đã sang cháu đánh chơi thì một phát tan á, có tổ chỉ chưa xài rồi, con nó đai của ấy tuổi chưa nữa, là một đổ một cái rừng vào đây này để cái này này vẫn phải cần à? Cần chứ, lúc nào có cái này mà có cái này làm gì? Cái này lúc nào xà ngang ấy, có cái xà ngang thôi gì? Ờ. Một cái xà ngang đấy đơn giản, đơn giản mà đổ chứ không có không được không? Không có mà chắc là nó luôn nó phải người mong phải có cái này, thế lại phải có một thế thì lại phải có cái cột cái xà nối đấy, từ cái này sang bên này. Ờ có cái này và thả đến. Thế thôi gì? Đúng rồi. Nghe mong. Bây giờ đấy thế. Các cô chú ạ, nói chung là nhiều cái lắm. Phải theo phong tục họ và này em tuyên cũng thấy khó hiểu đấy. Ờ bên này không lấy được. Ở bên này nó không lấy được. Xay gầy. Chỉ lấy cái này. Chứ chỉ lấy ở thông à. Đây là tường ở đây là tường một tí nữa mà.
chốt thì chỉ đúng không? Cái này là tường rồi, cái này hai cái này là tường rồi. Chặt chốt chốt thì chỉ tả lắm. Chủ yếu là hai cái cột đây nhá, mượn cái cột này làm cái xà luôn nhá, cái cột này xà luôn nhá, nu nhá. Và đây là cũng cái này để đây đi. Cái tường này thì là lô ký xà. Đây. Đúng rồi, làm lên cái một cái rầm ở trên đây. Cái, mà cái tường là cái rầm luôn rồi. Là chế độ là chỉ cần cái gì đúng không? Vì cái tường này mình không cần đấy. Đồ nó thấp phần to nó mà. Thế như này gì? Nào để cho đợi em chuyên hỏi để xem nào. Cả phú cả việc đây ngoài ngoài cổ ua xe. Ngoài cổ ua xe độ nó nhỉ. Độ ít thủ nhỉ. Nhà tụ nhỉ. Đổ ra tận ngoài kia. Đổ tới hết đi. À, đây các cô chú ạ, đây này, đấy. Ở bên nhau ha. Ai già. Đối thế. Nhưng cái này nó chả giải quyết vấn đề gì. Thực sự, nó chỉ là thừa. Thế là ở trên, ở đây thì phải để cao mà. Để cao ở đúng không bà này. Để trên này mà, không phải để ở dưới đây đâu. Biết rồi, anh biết rồi. Nó là gác xếp gì. Gác xếp mà. Thực ra làm ra thì nó mất thêm một hai cái sắt với chỗ này là một cái rầm đấy mà em, nó là cái rầm một cái dài vào đấy đấy anh hiểu nó đến đây thôi, còn cái chỗ này không cần, chỗ này đấy, chỗ, đây chỗ này phòng vệ sinh sẽ bé hơn, phòng bếp sẽ rộng hơn. Đây là mình vẽ là hơi lỗi cái phòng vệ sinh nó sẽ ở trong này thôi, còn phòng bếp phải rộng hơn chứ. Chỉ là đế cái này mà như này được gì? Được hết. A Phú xem nào, A Phú hàng xóm được không? Được hay không? Mấy ông vớ vẩn thật để con biết. Được mà, được nhá, đây ba phòng. Được thoải mà. Được thoải. Không, lúc là lúc xây ra khó lắm. Bà thì bà không biết, em Gia thì không biết rồi, trẻ con không biết rồi. Xây thế này thì tốt hơn. Thoải mà. Ôi giờ nhìn đồ này, đồ trái này, cô phá thông bảo ni nó mà. Chỗ này ở đây thì là cái tường mình thích này. Cần gì thì cái mua y đâu mà nếu mà tất chụp lên lên à lên thứ chi thì thống thị đâu mà thế đổ hết ra tường thì nói chung là nó chỉ là mượn mình đổ lên cái mặt tường thôi mà. Chỗ này xây bé đi một tí đúng không? Ở dưới mà. Anh biết là biết rồi. Như này gì? Như này mà. Được gì? Được rồi mà. Ok ok. Thế bắt đầu ok ok thế là cái mẫu nhà sẽ như này các cô chú nhá. Tuyên vẽ lại một chút cho mọi người đẹp một chút này. Được chưa? Không đến lúc đấy bà khó nhá. Anh là không phải theo rất là thoải mái theo phong tục bà con đấy. Chứ không phải không đâu, lúc đấy bà con nói thế này thế kia. Như kiểu bà ấy xây xong bây giờ không ra ở cũng khó lắm, không có phòng ở ở linh tinh ở ngoài phòng khách lắm. Bà con đi chơi chơi mông hả ma? Uống đi chơi gió, đỏ đỏ thì thúc đại tôn ma. Lại uống là xe có thị. Đây đúng không? Nhớ sát tỷ nhỉ? Nhớ sát tỷ nhỉ? Lúc ôi giùn đám quá. Đây nhá. Tỏ cái ối mà chú lì này. Vẽ rõ nhá. Rõ luôn này. Đây là cái rầm của bọn em nhá. Đây là cái rầm này các cô chú này. Đây sẽ là cái cột. Cột này. Đây sẽ là cái cột. Và đóng rồi. Phòng 1, phòng 2, cửa ở đây, không quan trọng. Cửa. Cửa. Và cái này cửa sẽ ở đây. Wow. Được chưa? Được rồi. Bàn thờ. Cửa chính. Wow. Đây phòng vệ sinh anh sẽ xây bé một tí thôi. À. Nhưng mà nó vẫn là đủ rộng cho phòng vừa vệ sinh vừa tắm. Và vệ sinh bể phốt. Bếp. Bếp ở đây sẽ ống khói này. Ống khói nhô ra đây này. Cửa sổ ra đây này. À, cửa chính là một cái cửa đây này, một cái cửa thông qua đây này. Chỗ này sẽ là cái cửa đây này. Để ra đây, và đây cũng có một cái cửa ra ngoài chỗ chuồng dê. Được chưa? Đây nhá, một cửa ở đây để từ nhà chính
như nhà nhà Lía sẽ sang bên chỗ phòng bếp với nhà vệ sinh, và chỗ này cũng có một cái cửa để như ở nhà bà ba cháu ấy để ra chỗ chuồng chuồng dê. Đây độ, là phòng độ hai cái này. Ôi giờ giờ lại lắm vầy, các cô chú thấy không, bây giờ vẽ lại rồi, bây giờ lại thêm một cái dầm nữa. Thế đấy, thế tính cả cái nhà thì nó có ba cái dầm phía trên. Thế lại hai cái dầm, thêm ba cái dầm, ba cái dầm, một cái dầm chiều dọc, hai cái dầm chiều ngang. Đúng, đúng rồi. Ây chà chà, đấy các cô chú ạ, đấy bây giờ, đấy bảo được rồi, được rồi, bây giờ vẽ lại thì lại đấy như cái nhà này luôn gì. Như thế nhiều dầm thật sự luôn. Chỉ có một cái, có một cái chỉ độ bù 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 tầng 20 tấn bán xẻ ra cá ra. Mày cái này đi không làm được đâu. Ồ, cái này không, cái này được em ạ, cái này mình không cần đẹp. Cái này không không dùng rồi mà. Cái này không dùng rồi. Cái này mình đóng. Cái này không dùng rồi. Cái này có cái này nu ạ. Anh bảo này, cái này mình lấy ván này đóng vào xong rồi mình lấy muốn đẹp hơn nữa thì mình sẽ đóng bằng vào xong mình sẽ giải một lượt bạt. Mua cái lượt bạt mà cho tên này cho cô chú thằng cô chú pu này tụt tùng á. Mình đóng cái cột này nuôi. Cái cột dầm này mình không phải là cột để làm cái gì cả nên là mình sẽ đóng vừa phải thôi. Mình sẽ để cái cột nó tầm 10 20 phân thôi, không cần đủ 3 40 phân làm gì cả. Tối nữa không? 20 phân cái chích chích hơn. Ô, mày la phân đùa rồi. 20 phân. Ôi em ơi, 20 phân bằng cái cột này này. Đây đây. 20 phân có to hơn cái cột này này. Mày la phân đùa rồi. Đây này, cái dầm mình chỉ bằng cái cột này thôi. Đấy, thế thôi được gì? Chủ yếu phong tục là cần như thế thôi gì? Chị bé rồi mà. Ôi dồi, quá là đau đầu với cái mẫu nhà bà con này đấy. Nếu mà thực sự như ở Nu mà biết đấy, xây nhà chỉ hai phòng với kia là xong, đúng không? Phòng khách là xong, và bếp là xong, nó tiện. Đấy, nhưng mà bây giờ chiều hết mức rồi đấy. Chiều hết mức có thể đấy nhỉ? Nào, suy nghĩ lại đi. Đùa xong rồi, xong rồi, xong rồi. Nào, Phú, như thế được không? Cho chắc bà này, họ và đấy. Chỗ này nhá, anh sẽ để cái cửa ở đây luôn, cái cửa chỗ là mượn cột luôn để sau này bà con thích làm gì là. Hai cái cửa sẽ ở cạnh nhau luôn. Đúng. Để cái cỏ dưới ra hai cửa ra hai bên. Đúng rồi. Cái cột ở đây nhá, thì cái cửa sẽ để cái này đóng ở đây và bên này đóng ở đây luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Được chưa? Hai cái cửa đóng sau này bọn em vẫn có thể treo các thứ ở đây được. Được mà. Nào, ở bên này không treo cái gì. Chỗ này không cần đúng không? Không cần. Nào, chạy thì cái thì cái không nó đan ra đan chạy to. Mà ở giờ thì mà ha chú đan chạy chỉ ô thì ô cái hoạt động là vô cái đan chạy. Chỉ vô này. Thế là nhà này mất nu ạ. Tính ra nhà này mất thêm ít sắt ở trên cái dầm này đấy, mất thêm khá nhiều đấy. Coi như là một lượt móng gì nữa. Đúng không? Một cái xà nó là tầm 4 cai. Ôi giời. 3, 4, 12, 12 cai sắt. Đúng không? Tự nhiên là tính thêm là mất thêm khá nhiều ở cái phần này, vấn đề đấy. Đúng rồi. Còn là cái dầm cửa. Nhiều không à? Rồi đấy, thế thống nhất này được chưa? Được, đưa hết rồi. Ok. Thế được rồi, thế nha. Thống nhất là cái mẫu nhà này được nha luôn. Thợ xây có cả Nu hôm nay, nhờ cả Nu đây nhá. Lúc đấy bọn anh xây xong rồi bảo là không được, không được, bọn anh không có từ chối nhà. Lúc đấy anh xây cho nhà cho năm bà cháu, anh xây nếu mà bọn em không ở, anh cứ xây, bà cháu không ở thì do bà cháu. Còn khi nếu không xây nữa, các cô chú không cho xây nữa, anh nói luôn. Thề xá nhá, Nu Phú nhá, bây giờ hôm nay bọn em bảo đồng ý nhá, mai là kia bọn anh xây, mà một khi bọn anh đã xây rồi ấy, không phải như ở năm bà cháu, ba bà cháu nhá, bọn anh đã xây rồi, ở hay không là việc quả ba năm bà cháu, bọn em không có quyền can thiệp. Không có đâu. Không đúng có chưa? Gì đâu. Không có quyền can thiệp vào. Nếu mà bọn em mà không đồng ý là bọn anh sẽ không xây cho năm bà cháu nữa. Đồng ý thì xây như thế này được rồi. Đây không, đây anh đang rất thoải mái rồi. Bây giờ bọn em xây như này, nếu mà lúc đấy bảo lúc đấy xây như này rồi, bọn em bảo là phải thế này nữa là bọn anh không thay đổi được nữa. Vì bọn anh lên móng rồi là cái này phá đi rất là phí. Không phải phá đâu. Như thế là thành nhà của mong rồi. Mong rồi thì sao nữa anh? Đấy. Chứ không thì lúc đấy bà anh bảo là thế này thế kia khó lắm nhá. Thế cứ suy nghĩ đi nhá. Bây giờ phải làm như thế thì tùy cái đấy làm. Đây cô chú ạ, thì như thầy còn đang băn khoăn cái mẫu nhà này, này. Không biết là được hay chưa, em Tuyên rất là lo vì khi mà đã làm rồi thì sẽ không có sửa nữa vì đã xây móng rồi. Này. Yeah. Về, yeah.
Thôi không đùa nữa, cho Diện bà Diện đi ngồi đi, bà Diện đi ngồi đi. Diện vẫn ngủ, Diện đi ngồi đi. Cứ ngồi đây với các chú rồi. Đấy, không biết là gì, không biết đâu. Chủ yếu bọn em đấy, bọn em mọi người ở đây lúc đôi khi bọn anh xây ra như kiểu là năm mà cháu không biết gì. Được không? Đây thì nó khác gì cái nhà này, đây cũng có một cái rầm như này. Một cái rầm như này. Và cái rầm dài nữa. Anh nói thật khác gì cái nhà Mông, chẳng có nhiều rầm chứ, anh nói thật đó. Nu là tự xây ấy. Nhiều dầm như thế nó bí nhà bổ sư thế. Thật sự luôn. Được chưa? Ok gì? Ok nhá. Điện thoại của ai vậy? Ai đang sạc nhiều? Thế nào nào? Không, các bố lão hỏi các bố lão trưởng bàn ở đây về. Nữa xây xong như nua, như đợt ba bà cháu á, anh em mình là nói một kiểu, lúc bà con bảo được, lúc sau xây lên bà con bảo không được. Chính em là người xây đấy. Đây đây không cho xây, rất là dở. Mà bây giờ gia đình ba bà cháu đợt đấy chỉ có một phòng ấy, bây giờ có một phòng thôi đấy, để phí. Đây, bà ngủ ở ngoài, rất là khó. Sau này hai con cháu còn lấy vợ nữa cơ mà. Đây còn hai anh em, mà còn đây ít nhất là ba chị gái còn lâu mới lấy chồng. Khá là lâu nữa. Đấy nên là phải đã xây chỉ có một cơ hội thôi. Lúc xây xong đẹp hay xấu là các cô chú cũng nói anh. Tại sao anh xây nhà như vậy? Các cô chú đang muốn anh cương quyết xây cái mẫu nhà là phải có hai phòng ngủ thôi đấy. Bỏ hết cái phong tục bà con đi. Nhưng mà anh rất muốn biết là cái, thực ra phong tục bà con không bỏ được. Nhưng mà vẫn muốn làm theo bà con. Để cho thống nhất nhưng mà vẫn phải cho sạch sẽ bọn cả. Đấy thống nhất hết đấy. Chứ không lúc là xây xong lại đang xây nửa mà phó bỏ là không có đâu đấy. Lúc đấy một là xây, hai không xây, là ba là bọn anh các cô chú muốn giúp, nếu mà không đồng ý là không giúp nữa, xây cho người nhà khác, nói luôn như vậy. Đấy, ok gì? Đây là các trưởng bản đấy, chứ vì bà không biết. Chị đổ hai cái này vào đấy này, một cái bếp này, thì cái này phòng bếp. Bếp không liên quan, anh chủ cái phòng chính của bọn em đây. Được rồi. Ok gì? Đấy nhá. Bây giờ cho ngồi. Bây giờ hiện tại thì em Tiên sẽ tạm dừng cái video này đây. Thì hôm nay là ở đây thì đã thống nhất được cái mẫu nhà. Thì các cô chú thấy. Thì nói chung là phong tục mỗi người một phong tục, nên là mong các cô chú cũng thông cảm và bỏ qua cho. Bây giờ thì em Tiên sẽ ngồi để tính với các bác thợ ở đây, để bàn bạc lại để cái mẫu nhà này, và tính xem được bao nhiêu gạch, bao nhiêu xi. Đấy, vì cái video này quá dài rồi thì em Tiên sẽ tách ra là hai video nhá. Đấy thì cái mẫu nhà như này thì nó sẽ tốn rất nhiều kinh phí. Tốn nhiều hơn kinh phí, mọi người biết là cái mẫu nhà của bà và cái mô đất của bà rất là rộng. Xây cái móng cũng khá là rộng. Kinh phí xây xi măng này, gạch này, các thứ là sẽ là tốn rất là nhiều đấy. Nên em Tuyên hy vọng là sẽ nhận được thêm những sự trợ giúp, trợ duyên của các cô chú. Vì bây giờ cũng không thể trách được bà con. Cái phong tục từ ngày xưa để lại rồi. Bây giờ chúng ta bỏ đi thì nó cũng không phải theo cái phong tục của bà con ấy. Chúng ta cố lên một tí để cho bà con thoải mái về phong tục, để cho bà con sinh sống, đúng không ạ? Ai ai cũng thế mà. Nên em Tuyên cũng mong rằng mọi người hiểu cho em Tuyên và bà con nhé. Em Tuyên sẽ cố gắng vừa tối ưu hóa và cũng có thể để cho bà con giữ được cái bản sắc dân tộc của chúng ta. Vậy đấy, còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người, hẹn tất cả các cô chú anh chị ở phần tiếp theo xem cái quá trình lần này là em Tuyên sẽ làm giá để bà đạc về xây móng hay cứ thế nào, xây gạch với đóng gạch hay như nào ấy nhé. Em Tuyên xin chào tất cả mọi người.